đã gặp nhau. Sao em không nói, sao em cúi mặt em dần hơn anh chăng? Anh hiểu rồi đây, khuya nay em về đang ngày rồi đừng buồn nghe em, thì anh biết rằng xa xôi vẫn làm tâm tư yếu hồn. Nếu em đã còn hương anh xa vắng, xin em chớ buồn cho mình lòng chi có những người đi đâu tay chưa về, mang lời thề lên miền sớm khê từ đêm kia đó gió xuân. Nếu anh đã gặp mẹ và thương con thân nghĩa đi anh hỏi một câu khi tâm đi dài vòng về tìm xuống. Sao em cúi mặt không nhìn đôi mắt ngỡ thương em cuối mặt dấu bận nhẹ ha. Có những người đi đâu nay chưa về, mang lời thề lên miền sông khê từng đêm đi đò một gió sông. Nếu anh đã gặp mẹ và thương con thân nghĩa đêm dầm, anh hỏi một câu khi trong đêm dài dòng về tìm xuống. Sao em cúi mặt không nhìn đôi mắt ngỡ thương em now.
cuối mặt dấu lệ mờ nhạt.